trong vấn đề kinh doanh chứng khoán có những thứ chúng ta cảm thấy rẻ rất rẻ giá cổ phiếu giảm xuống rất rẻ nhưng đó chỉ là những cái cảm giác của anh chị và khi anh chị không thực sự thuyết phục được bản thân mình như thế nào là rẻ những cái lý trí của mình trong đầu tư thì hãy đừng đầu tư những doanh nghiệp như thế chào mừng tất cả các anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán của Quang Dũng nơi những chia sẻ mỗi tối của em hy vọng là có thể mang lại những cái giá trị cho cả em và cả các anh chị không nhất thiết chúng ta cứ trao đổi với nhau về những thành công chúng ta đạt được không nhất thiết chúng ta trao đổi với nhau về những điều tốt đẹp trên thị trường Tại vì những điều đó là những điều mà chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều. Nhưng khi mà chúng ta có những sai lầm nào đó, chúng ta chia sẻ những cái rủi ro nào đó, chúng ta chia sẻ với nhau về những cái những cái sự thất bại nào đó trong những cái cổ phiếu để từ đó chúng ta đi tìm ra những cái kinh nghiệm của chúng ta để tránh gặp phải những doanh nghiệp như vậy để đầu tư những doanh nghiệp như vậy. Và khi em trao đổi với anh chị rất là nhiều thứ về mọi thứ đó thì cái rủi ro nào là lớn nhất trong vấn đề đầu tư chứng khoán, nó không phải là vì anh chị chọn sai doanh nghiệp đâu. Nó là vấn đề về anh chị chọn sai người lãnh đạo của cái doanh nghiệp đó. Và đừng đầu tư những cái cổ phiếu như vậy nếu như anh chị không muốn mất tiền. Cái này không phải là em, cái này không phải là em ghét bỏ gì cả. À, nó là diễn biến sự thật trên thị trường chứng khoán và nếu như mọi người để ý đi một cái cổ phiếu trong 2 năm trở lại đây, giá cổ phiếu từ gần 30.000 về đến khoảng dưới 5.000 thì mấy người được lời. Và chúng ta đầu tư vào những doanh nghiệp như vậy thì sự thật trên thị trường chứng khoán nó đang thể hiện như vậy. Chứ em không hề có ghét bỏ gì ai cả. Em cũng không hề nói xấu doanh nghiệp gì cả. Và chúng ta đi tìm những cái lý do tại sao mà một cái doanh nghiệp mà giảm từ 30.000 về đến 4.000 Nếu để nói 10 cổ đông thì chắc là phải đến 9,9 cổ đông đang bị thua lỗ Có những người thua lỗ rất nặng Có những người mất niềm tin vào doanh nghiệp luôn Có những người mất niềm tin vào thị trường chứng khoán Và đúng là những cái doanh nghiệp này làm cho em, ngay cả bản thân em là người trong ngành Em cũng cảm thấy rất là buồn vì những cái chất lượng doanh nghiệp như này có thể niêm yết trên sàn chứng khoán Để cho những cái giá trị đầu tư của chúng ta bị thua lỗ một cách rất nặng nề và chúng ta không nói với nhau về những thứ đó nữa Hãy nói với nhau về những kinh nghiệm đi mình nói với nhau về những kinh nghiệm để mình loại bỏ những cái doanh nghiệp này ra khỏi cái danh mục theo dõi thôi khi mà chúng ta loại bỏ ra những danh mục theo dõi thì những cái doanh nghiệp như này nó sẽ không có điều kiện để mà chúng ta tiếp xúc và chúng ta sẽ không bị mắc phải những sai lầm của những người đầu tư và những doanh nghiệp như thế này nữa trên sàn chứng khoán sai lầm đầu tiên đó, nó đến từ việc rẻ mọi người định giá như thế nào là rẻ rẻ chỉ vì giá nếu như mọi người chưa có một cái lý do nào cụ thể về vấn đề rẻ doanh nghiệp có tài sản ngầm doanh nghiệp có một cái gì đó có một cái bất động sản doanh nghiệp có một cái dòng tiền hoạt động kinh doanh doanh nghiệp này không có vay nợ nhiều vân vân mà người phải quy ra được một cái lý do chứ không phải là rẻ chỉ vì giá và đó luôn luôn là sai lầm của nhà đầu tư mua giá xuống mua giá xuống và đôi khi những cái sai lầm này nó trả giá một cái giá rất 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 mắc và rất nhiều nhà đầu tư em trao đổi thường xuyên mắc phải khi mà đi đầu tư những doanh nghiệp cấp thấp những doanh nghiệp cấp thấp là những doanh nghiệp chúng ta không có nhiều lịch sử để chúng ta đánh giá chúng ta cũng không có nhiều lịch sử để đánh giá lãnh đạo như thế nào cơ cấu của đông ra sao mô hình kinh doanh như thế nào có bị chi phối bởi các bạn đơn hàng hay không rồi những cái rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến rằng là những cái khoản đầu tư của chúng ta đầu tư chúng ta thích chọn những doanh nghiệp cấp dưới chúng ta chọn những doanh nghiệp giá rẻ và những khoản thua lỗ của chúng ta là rất mắc sai lầm của nhà đầu tư là chọn doanh nghiệp chỉ vì giá nếu như để nói đây là một cái báo cáo tài sản của doanh nghiệp quốc cường gia lai và nhìn vào quốc cường gia lai thì chúng ta nhìn thấy một con số tổng tài sản là 10.000 tỷ nghe rất lớn hàng tồn kho doanh nghiệp là bảy bảy tỷ và trong thuyết minh báo cáo tài chính hàng tồn kho này tức là các bất động sản dự gian tức là người ta quy đổi ra các tòa nhà mà đang xây dựng và có thể là đã xây dựng nhưng mà chưa được cấp phép đó vân vân và nhiều người cứ nói rằng là 10.000 tỷ này là một con số rất lớn và tôi đầu tư vì giá trị của doanh nghiệp nhưng anh chị hãy hơn nay hết anh chị hãy là người thực sự rõ cái khoản hàng tồn kho này nha em không phải là người rõ doanh nghiệp này cho nên em không có đánh giá nhưng giá trên thị trường ngày thị trường giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán nó luôn có lý do không phải cứ 10.000 tỷ tổng tài sản mà giá cổ phiếu 5.000 đâu có gì thứ ở phía sau đó và có thể chúng ta nghiên cứu chưa tới nếu như mà doanh nghiệp này thực sự hấp dẫn nó đã không có một cuộc tháo chạy của cổ đông một cuộc tháo chạy của cổ đông này nó kéo dài rất là nhiều từ quỹ đầu tư từ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ những người đầu tư chứng khoán lớn và ngay cả trong thành viên hội đồng quản trị những dấu hiệu này nó đã được hình thành cách đây một hai năm trước đó rồi và đôi khi những cái cổ đông của chúng ta chúng ta đầu tư chúng ta quá kỳ vọng và chúng ta quên đi những rủi ro như thế nếu doanh nghiệp này là tốt thực sự nó đã không có một cuộc tháo chạy của cổ đông như thế từ từ người đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ các quỹ đầu tư chứng khoán các tổ chức tài chính và hơn ai hết chính là cái thành viên hội đồng quản trị một cuộc tháo chạy của cổ, của cổ đông kéo theo một sự tháo chạy của lãnh đạo những sự tự nhiệm của lãnh đạo nó luôn luôn là những rủi ro tiềm ẩn nếu như mọi người nhìn thấy đi những thành viên hội đồng quản trị những người lập nên doanh nghiệp đặc biệt là những thành viên gạo cội hay còn gọi là thành viên hội đồng sáng lập hoặc là những người rời bỏ doanh nghiệp thì chúng ta đầu tư ở lại vì cái gì vì cái 10.000 tỷ tài sản mà chúng ta chỉ coi nó trên sổ sách hay là vì cái gì vì cái gì mà sự tháo chạy của lãnh đạo vẫn liên tục xảy ra như thế phải đặt một câu hỏi rất lớn và nếu anh chị không giải quyết, không đặt, không trả lời đó chưa nhận câu hỏi đó, đừng đầu tư vào doanh nghiệp này nếu như không muốn bị chúng ta bị mất vốn. Mọi người nhìn về cái dòng tiền hoạt động về tài sản để mọi người đánh giá thì hãy nhìn về cái cơ cấu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để mình đánh giá được cái năng lực và cái nội lực của doanh nghiệp. Tài sản có được của doanh nghiệp á nó không có phải là một con số mà trên báo cáo tài chính là nó phản ánh đúng đâu, có thể là nó phản ánh thái quá hoặc nó phản ánh thấp hơn, cái đó thì mình không đảm bảo. Nhưng mà dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nó thể hiện doanh nghiệp này có tiền hay không. Và nếu doanh nghiệp mà không có tiền á, tài sản để làm gì? Doanh nghiệp mà không có tiền và đặc biệt kinh doanh thua lỗ á thì các khoản lỗ này sẽ đợi sẽ ở đâu? Và nếu như mà các khoản kinh doanh nó thua lỗ á thì nó sẽ tác động như thế nào? Nếu mà nhìn vào cái bảng lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp âm 45 tỷ Năm ngoái là 500 tỷ Âm 45 tỷ à... Và cuối cùng là Cái dòng tiền của doanh nghiệp trong quý vừa rồi Quý gần nhất là âm 100 tỷ Nội lực của một doanh nghiệp mà âm 100 tỷ á, Thì cái âm 100 tỷ này nó đến từ đâu Nó sẽ ăn mòn vào cái tài sản của doanh nghiệp Tức là bán dần tài sản cố định Để mà phục vụ cho nhu cầu Duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó và có chắc rằng là cái 10.000 tỷ tài sản đó là nó mắc hay không? Nó rẻ hay không? Đó là yếu tố về tương lai mọi người chưa định giá được Tại vì chỉ khi nào doanh nghiệp này nó phá sản thì nó mới thanh lý tất cả những cái tài sản đó Và 10.000 tỷ trên giá trị sổ sách có chắc rằng là sẽ thu về được 10.000 tỷ hay không Mọi người đừng đầu tư chỉ vì những thứ mà chúng ta không kiểm soát được Hãy đầu tư về những thứ chúng ta kiểm soát được và chúng ta giải thích được Cũng như chúng ta thuyết phục chính bản thân mình được Thì hãy đầu tư Và đó luôn luôn là những bài học đắt giá khi mà chúng ta chọn một cái doanh nghiệp à, Chúng ta chọn một cái doanh nghiệp sai á Thì việc phân tích và báo cáo này nọ nó sẽ rất là khó Vậy thì đánh giá như nào là một doanh nghiệp sai Thực sự đó là một cái yếu tố nó rất là nhạy cảm Bản thân em em cũng không đánh giá là những người này như thế nào như thế nào Rồi tại sao mà giá cổ phiếu giảm như thế này như thế này Nhưng mà mình nhìn ra được những cái dấu hiệu đó để mình gửi cho cổ đông Mình gửi cho những người đầu tư trên thị trường chứng khoán Chứ không không phải là mình ghét bỏ ai và những nhiều người người ta gọi điện để đe, đe dọa mình Thực ra đó là những cái yếu tố nó đang phản ánh trên thị trường chứng khoán Giá cổ phiếu nó luôn là luôn show up cho mọi người trên thị trường chứng khoán và mình không phải là người nó điêu mình nói những cái thứ gì đó mà nó tác động trực tiếp lên trên trên tài sản của khách hàng trên tài sản của những nhà đầu tư đang đầu tư vào quốc cường gia lai đã đầu tư vào quốc cường gia lai đã cắt lỗ quốc cường gia lai và rõ ràng là thị trường ngày thị trường luôn luôn đúng và chúng ta luôn luôn phải có những cái bài học đắt giá đối với những doanh nghiệp như thế này và trong kinh doanh chứng khoán hay trong kinh doanh trong nền kinh tế Việt Nam á, cái mất uy tín nó luôn luôn là cái quan trọng nhất. Ngay cả như như công việc của của mình đi, có những thời điểm mình đầu tư sai lầm cho nhà đầu tư thì những cái uy tín của mình nó sẽ bị sụt giảm trong mắt của người đầu tư trong giới kinh doanh cũng vậy thôi khi mà chúng ta đã mất uy tín trong giới kinh doanh rồi thì làm cái gì cũng khó trong những lúc mà quốc cường gia lai đang khó khăn nhất đang cần những người lãnh đạo chèo lái của doanh nghiệp để vượt qua những cái khó khăn đó thì người lãnh đạo của doanh nghiệp lại đi ra lập công ty riêng vậy thì cuối cùng cổ đông của quốc, quốc cường gia lai bây giờ giao cho ai mình đặt ra những câu hỏi như thế mình chưa nói vấn đề rằng là khi mà cái người đứng đầu ra làm công ty riêng và quốc cường Gia Lai là cổ đông lớn, có chăng có hiện tượng chuyển giá từ quốc cường Gia Lai sang công ty riêng hay không. Đó là câu hỏi luôn luôn được đặt ra, nhưng nếu như một người lãnh đạo mà mất uy tín trong giới kinh doanh, những chuyện như thế có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Tại vì với họ, tài sản của họ là quan trọng nhất, quan trọng hơn cổ đông rất nhiều và khi mà tiếng nói của người lãnh đạo và cổ đông nó đã không có đặt chung với nhau á thì cuối cùng ai là người thiệt nhất chắc chắn là cổ đông Tại vì cổ đông cuối cùng cũng là Người góp vốn thôi Không phải là người quyết định đến doanh nghiệp Và lãnh đạo là người quyết định đến doanh nghiệp Và lãnh đạo mà đã rời bỏ doanh nghiệp Cũng như là lập ra công ty riêng Và quốc cường gia là, là cổ đông lớn Thì có chắc rằng là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nó sẽ về đến cổ đông Hay nó về đến doanh nghiệp khác Đó là câu hỏi mỗi người tự đặt ra Và em sẽ không trả lời cụ thể nhưng mất uy tín trong giới kinh doanh nó luôn luôn là một cái bài học rất đắt giá đối với mọi người. Đặc biệt là những người đầu tư chứng khoán, những người đầu tư trên thị trường chứng khoán và những người đầu tư vào nền kinh tế thị trường, những doanh nghiệp tư nhân. Và cuối cùng sự đổ vỡ đó nó đến cho cổ đông. Nếu để nói rằng là tất cả mọi người cùng giảm, tài sản cùng giảm. Chưa chắc đâu ạ. À. Cuối cùng khi mà một cái doanh nghiệp nào đó nó bị phá vỡ, nó bị khó khăn thì người nào là người bị thiệt nhất, chính xác là những cổ đông những cổ đông luôn trung thành với doanh nghiệp, những cổ đông luôn kỳ vọng rằng là lãnh đạo có sự đổi mới của doanh nghiệp để cheo lái doanh nghiệp vượt qua những khó khăn. Nhưng khi mà sự mất uy tín trên uh, trong giới kinh doanh nó đã có rồi á thì rất khó để làm lại. Và chúng ta đừng đầu tư vào những doanh nghiệp như thế này, hoặc chúng ta có thể xem xét rằng là đây là những cái kinh nghiệm xương máu vì những sự đầu tư sai lầm của chúng ta để những người sau đó hoặc để chính chúng ta sau đó sẽ không mắc phải khi chúng ta đầu tư vào một doanh nghiệp tương tự như thế. Nền kinh tế tư nhân là một nền kinh tế rất hấp dẫn Song song đó thì doanh nghiệp tư nhân cũng là những doanh nghiệp Sẽ có nhiều doanh nghiệp rất hấp dẫn Nhưng sẽ có những nhiều nhiều những doanh nghiệp khiến cho sự đổ vỡ mất niềm tin trên thị trường chứng khoán nó luôn có Hãy nhìn ra những doanh nghiệp như thế Hãy nhìn ra về cơ cấu cổ tức Hãy nhìn ra về dòng tiền hoạt động kinh doanh Hãy nhìn ra mọi thứ Nhìn ra về lãnh đạo như thế nào Nhìn ra về cái mức độ mua bán của cổ đông nội bộ ra sao Nhìn ra cái giới đầu tư đánh giá doanh nghiệp này như thế nào và nhìn ra cái mức độ uy tín của cái người lãnh đạo đó trong giới kinh doanh ra sao trước khi chúng ta đầu tư để tránh những sự đổ vỡ đó. Để mở tài khoản tại chứng khoán FPT nơi phí 0.15%, em tin rằng đây là mức phí hấp dẫn nhất trong 10 công ty chứng khoán hàng đầu cung ứng những dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư. Để tham gia các khóa học đào tạo của em tại Sài Gòn, tại Hà Nội, tại Đà Nẵng, tại Cần Thơ và nếu như anh chị có muốn học online, khóa học này thì kéo dài 3 tiết và mục đích của khóa học đó là tìm ra cho ra danh mục đầu tư cho hai quý cuối năm, quý 3 và quý 4 2019, xa hơn là 2020 2021. Khi nào anh chị còn đầu tư chứng khoán thì em sẽ còn hỗ trợ cho các anh chị. Nếu như anh chị đầu tư chưa hiệu quả, không có nhiều thời gian đầu tư cũng như chưa có nhiều trải nghiệm trong vấn đề đầu tư chứng khoán, hãy sử dụng cái sản phẩm tài quản lý tài sản đầu tư của Dũng. Mà chi tiết xin hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Em xin hết.